Chiều nay tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí nhân kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.